anh em. Trong thời buổi kinh tế khó khăn này thì các bác nông dân mang cạc về làm trâu cấy hết. Thì việc các bạn mua một mẫu laptop có cạc đồ họa còn dễ hơn là việc các bạn mua bộ PC có đầy đủ các linh kiện, nhất là đối với cạc đồ họa rời. Laptop thì lúc nào cũng sẵn hàng, còn cạc đồ họa thì bên mình thông thường về rất là nhiều, thế nhưng mà mình thấy toàn hết trong vòng một đốt nhạc. Hơn nữa thì laptop không bị ảnh hưởng với giá, cạc đồ họa có tăng nhưng laptop thì không. Đây là thực tế mà mình thấy trong thời điểm hiện tại là như vậy. Còn bạn nào mà thích mua PC thì đường link từ các bộ PC dựng sẵn có mức giá vô cùng hấp dẫn thì mình vẫn sẽ để ở đường link ngay dưới mô tả video. Còn nếu bạn nào quan tâm đến một mẫu laptop có hiệu năng tương đối tốt để có thể chơi game thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Acer Nitro 5 cực kỳ thú vị trong video ngày hôm nay. Một số các bạn game thủ thì thường hay than phiền rằng laptop gaming có CPU tương đối mạnh còn cạc đồ họa thì tương đối bình thường. Acer thì đã lắng nghe người dùng, cho ra mắt thêm một phiên bản sử dụng Intel Core i5 10300H, đồ họa RTX 2060, 16GB RAM và 512GB SSD. Nhìn qua về phần thông số thì đây là hiệu năng khá toàn diện cho mẫu laptop gaming. Các bạn có thể làm được rất là nhiều thứ trên mẫu laptop này, ngoài chơi game ra thì có thể livestream này hay là edit video một cách rất là dễ dàng. Về mặt hiệu năng thì mình có test thử với tựa game đình đám là Dota 2 và Liên minh huyền thoại. Mức setting chắc chắn là max này, mức FPS luôn ổn định và không có hiện tượng drop. Với các tựa game nặng hơn một chút thì mình thấy FPS không cao lắm nhưng mà vẫn giữ ở mức ổn định vì 16GB RAM thì đã đủ cung cấp băng thông cho hệ thống hoạt động rồi. Về nhiệt độ thì trong suốt quá trình chơi game luôn ổn định và mát mẻ, khi kích hoạt chế độ Cool Boost thì Acer đã trang bị hai quạt tản nhiệt. Hiệu quả làm mát của Acer năm 2020 thì được tăng lên 25% so với thế hệ trước rất là nhiều. Về phần thiết kế thì ngoại hình có sự tương đồng với những phiên bản Nitro 5 trước đó để có thể tăng tính nhận diện hơn đối với thương hiệu của sản phẩm. Bản lề thì vẫn được đặt ở hai bên, các bạn hoàn toàn có thể mở được chiếc bản lề để bằng một tay. Toàn bộ máy thì được làm bằng nhựa với thiết kế vô cùng thể thao, đậm chất gaming đến từ Acer. Là sự kết hợp giữa màu đen phủ lên toàn bộ máy và màu đỏ làm nổi bật phần tản nhiệt với cả một cổng nguồn ở mặt trước của máy. Không chỉ về vẻ bề ngoài, không chỉ về hiệu năng mà màn hình cũng đem lại rất là nhiều ấn tượng đối với mình. Ở đây thì chúng ta sẽ có màn hình là 15,6 inch Full HD, tấm nền IPS, tần số quét là 144Hz cực kỳ ổn định khi chơi game. Nhất là với các tựa game có độ FPS cao thì tần số quét 144Hz sẽ rất là mượt và cực kỳ đem lại trải nghiệm cho các bạn rất là nhiều nữa. Về chất lượng hiển thị khi đo đạc thì cũng lên tới là 99% sRGB, 75% Adobe RGB. Ở đây thì chúng ta sẽ có 75% DCI-B3, độ sáng lên tới hơn 300 nit. Và với tấm nền này thì khi các bạn trải nghiệm màu sắc khá là rực rỡ này, có thể sử dụng ở ngoài trời trong điều kiện ánh sáng hơi mạnh một chút. Ở cạnh trên thì vẫn được Acer trang bị webcam 720p phù hợp để học online, nhất là trong thời điểm ai cũng học tập và làm việc tại nhà như thế này. Chuyển xuống dưới phần bàn phím thì chúng ta sẽ có bàn phím LED RGB. Trải nghiệm chơi game sẽ cảm thấy thú vị hơn và các bạn game thủ thì có thể tùy chỉnh các thiết lập màu sắc và hiệu ứng ngay trên phần mềm là Nitro Scene được thích hợp sẵn ngay trên máy. Hành trình phím sâu, nói chung cảm giác gõ là thích. Chơi game trên các phím là WASD không có gì đáng để chê cả. Vì là laptop gaming thế nên là touchpad sẽ có trải nghiệm vừa đủ trong trường hợp mà các bạn không có chuột rời. Các bạn thì vẫn nên sử dụng chuột rời để mang lại trải nghiệm chơi game một cách tốt nhất có thể. Vậy tổng kết lại thì mình thấy được khi đặt lên bàn cân so sánh với một số các phiên bản khác của Acer, ví dụ như là phiên bản sử dụng chip Intel Core i7 10700H với cạc đồ họa là GTX 1650, thì phiên bản mình đang có ở đây sẽ nhỉnh tương đối hơi một chút về mặt chơi game, còn về mặt làm việc thì có thể là phiên bản i7 sẽ mạnh hơn. Vậy thì nếu là các bạn sẽ chọn phiên bản nào? Nếu tối ưu nhất chỉ để chơi game thì i5 sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Còn nếu để làm việc và chơi game thì Core i7 sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc. Link của cả hai mẫu laptop thì mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và đường link của các bộ PC nữa cũng sẽ ở ngay dưới phần mô tả nhé. Ý kiến của mọi người như thế nào cho chúng mình biết nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.